để vừa mới restock lại. Ơ sao không thêm chủ phòng mà nhờ, mời anh thử ấn nút yêu cầu livestream xem anh Hưng. Mời, ok. Mời anh đi Rito. Rồi, ok. Rồi nhá. Rồi, ok anh Hello. em. Rồi. Hôm nay đông phết anh Rồi. Hưng ạ. Mời đông phết. Đây rồi. Bôi bôi dưỡng da tí anh ạ, này mặt và mũi như thằng dở hơi ấy. Thánh Sky đi anh, thánh nào nhỉ, thánh GK. Tình hình là Lương Quân tối nay đi chơi với người yêu rồi, em bảo Lương Quân tối lên livestream cùng anh em đấy, mà Lương Quân tối thì bạn đi chơi với người yêu em ơi, không không thể đỡ được, bỏ. Để tối nay đang có chuẩn bị có tiết mục gọi là review sản phẩm của bạn ấy hot hàng hot, thế mà đêm qua bỏ chợ. Ê, hello Vinh Thiên, 27 người rồi. Sau khi Cứ thất thở tình hôm anh nay quay anh lại em sản sẽ phẩm cào rồi. tay hết. Ok. Thôi đấy nhá, thì đó, đợi khoảng cố lên 30 mắt. Anh em đừng có ao nhá. Hiện 30 mắt rồi. gì Để... cho nó sáng 30 mắt rồi rồi này, 32 mắt rồi. Go. Thôi, livestream vụ thôi. Thì em xem là em để cái này là vừa tầm tóc em nhỉ, em nghĩ là chắc chẳng cần cao đâu, để mình nhìn thấy tóc và review sản phẩm hiệu năng trên tóc cũng được anh Hưng nhỉ, chứ chẳng cần gì nhiều nhỉ. Vâng, cái Phanis. này thôi nhá, thôi Hút. vào vấn đề luôn này. Thì mọi người cũng biết là hôm qua đi Lương Quân đã public là restock lại cả hai con hàng của bạn ý là Forest Rain với cả Blanc đây, thì chắc anh em đều thấy rồi. Thì nói thật là anh em kiểu hóng lắm ấy, anh em yêu cầu nhiều lắm ấy, anh em kiểu tò mò về hai con này khủng khiếp luôn. Hay là đây nhá, đây phải đi luôn thẳng vấn đề là cái này là không, là mình bỏ tiền túi của mình ra nhá, mình có hẳn clip để anh em xem là mình đã bỏ tiền túi giả tiền cho shipper đàng hoàng luôn, chứ không phải là Lương Quân nhờ mình hay là mình nhận PR hộ nhá, để tự bỏ tiền túi ra để tự mua đấy. Nên là yên tâm là có sao nói vậy, nên là anh em cứ yên tâm là có sao nói vậy hết, không có một chút gì gọi là trí trá cả. Đây nhá, tôi có hẳn clip tôi giả tiền cho shipper để shipper ấy luôn nhá, đó Uy tín đấy, quá chân nên thực là luôn. uy tín luôn, nên là có sao sẽ nói vậy, anh em cứ phải yên tâm cái việc đấy là có sao nói vậy hết. Và đấy là hôm nay có cả Tân Lê và anh Hưng là sáng nay ngồi cùng với mình và cũng đã cầm qua cả hai con này rồi, nên là tất cả nên những cái mình nói là cả Tân Lê và anh Hưng đều sẽ có thể là kiểm chứng và đưa ý kiến cùng với mình luôn nhá. Đấy thì mình sẽ, anh em muốn con nào trước nào, muốn pha rên xem lăng tóc mình thế sẽ phải vuốt lăng rồi, nên mình sẽ không vuốt trên là pha rên, chỉ là để ấy thôi. Em muốn xem con nào trước, anh em thích con nào trước, lăng à? Thấy anh em phải quan tâm Blanc nhiều nhá anh nhỉ? Xem anh em thích con nào trước, Blanc hay Forest Rain nhỉ? Anh em thích con nào hơn? Em qua ven Anh đi thấy để mình biết. là khác nhau đi. Con Blanc, con Forest Rain cho tóc mỏng thưa dầu, còn Blanc là cho tóc trung bình dày. Nói chung là ba anh em mình đều sẽ chỉ hợp tóc con này thôi, chứ anh mình không hợp Forest Rain đâu. Đấy, thì có khi là anh mình sẽ Blanc nhá. Thấy anh em comment Blanc nhiều quá, thì anh mình sẽ đi vào Blanc nhỉ? Anh Hưng nhỉ? Thế nhá, thì thôi. Thì thôi được, anh cứ đi vào từng thứ một nhỏ nhất nhá. Thì đây là thiết kế của nó này. Anh lát xem anh sẽ dùng Forest Rain Pre, anh sẽ dùng Forest Rain Pre. Cho nên thôi, nếu em đã dùng Forest Rain Pre thì em cũng sẽ đi đi từ Forest Rain nhá anh nhá. Thì đây là thiết kế của Forest Rain Ok. này. Thì cái này phía trước đây nha mọi người, thì cái chỗ in này, cái chỗ bề mặt này, Forest Rain trước ngôi nhà, hộp vuông trơn trên này in nổi, sờ thấy cần cấn đây đó. Thì mình thì nói thật là mình không thích kiểu cái đây là cá nhân thôi, mình không thích kiểu tự dưng có một ngôi nhà ở giữa rừng như này, kiểu nó gọi là nào nhỉ, kiểu mình hay nghĩ bộ phim kinh dị tự dưng có ngôi nhà ở giữa rừng cho nên là mình không Ngôi nhà mình giữa không thích rừng. cái nên mình không thích kiểu là mình không thích kiểu mình không thích kiểu ngôi nhà, mình thích hơn. Nhưng mà Lương Quân bảo là Blanc là cái Mason kiểu như ngôi nhà gì đấy, mình không quan tâm lắm vì ý nghĩa.
nên là để mình anh cũng muốn tôi so sinh thế đấy, nên là mình chuẩn sẽ bốc luôn, đấy cả luôn chuẩn đây nhá. luôn, Nên là mình uy tín đấy nhá, mình luôn, nói qua về thiết kế uy rồi tín luôn. là hộp trơn trên này in nổi ở đây. Bây giờ sẽ mở hộp này, và có vấn đề về vấn đề mở hộp ấy là cái Hưng là Tân với mình đều thấy kiểu mở hộp nó, nếu mà kiểu anh em mở hộp thì anh em sẽ kiểu là dùng dùng ngón tay anh em bậy bậy này đúng không, nhưng mà cái việc nhưng mà cái con này việc dùng này nó rất là khó, nó thật nó rất là khó, tại vì cái nắp, cái phần nắp xuống ấy nó hơi sâu nên là nó rất là khó, và việc anh em phải dùng lực mạnh hơn một tí, và cái việc dùng lực mạnh một tí có Đúng thể nó sẽ rồi. khiến cái hộp nó bị nào chúa làm việc cháu, nó sẽ khiến cái việc cái hộp nó bị nhàu hoặc là gãy một chút. Cái này nên là mình khuyên anh em mà là dùng con này, mua này thì mở ra thôi thôi để nguyên đấy chứ đừng có cất ra mở vào, mỗi lần mở này đây mở cái này nó rất là khó, nó thật nó rất là khó nhá anh em, nó rất là khó. Nếu anh em dùng móng này cũng không được nhá, dùng móng kiểu bậy này nó rất khó này, và nó rất là trơn nó không điểm máu, nó không có điểm máu. Ví dụ như anh em biết con Morris ấy thì cái phần này nó một cái điểm máu nó lõm ở trong, thì luôn mình sẽ bọn sẽ bám víu vào mình bậy ra nó dễ hơn. Con này là không có nên là việc mở nó khó, nên việc mở nó rất khó nhá đấy, thật nó rất là khó. Bây giờ mình đã mở rất nhiều lần rồi, nó mình quen, và mọi người sẽ phải kiểu muốn mở nó dễ, mọi người phải phải bậy sâu hẳn xuống như này, đẩy lên kéo lên nó dễ hơn, chứ không mọi người không thể nào mà hờ hờ được, mọi người phải kéo hẳn xuống để tay chọc sâu xuống như này, chọc sâu hẳn xuống này thì mới mở ra nó dễ. Nhưng mà cái việc đấy nó khiến cho việc là cái hộp nó sẽ mất mỹ quan hơn một chút, xé hộp. Rồi Ừ, đồng ý. nhá, rồi đã mở rồi này, mình sẽ đi vào bên trong xem bên trong Quân có biết gì không. Trong hộp này thì Quân không biết gì ở trong này cả, trong hộp bên trong Quân không biết gì cả. Mình sẽ đi vào thiết kế của Foren nhá. Đây hộp đây, thiết kế đây. Hộp khá mở giống Forte vậy, là ở Forte hơi khó. Rồi mọi người thấy thiết kế sao, mọi người thấy thiết kế mới này sao? Đây là đây toàn lá thông không có mưa nữa, ở đây không có mưa nữa, Anh rồi đây thấy chỉ toàn là lá thôi. thiết kế được, nó Quân nó làm được một cái rất hay, là nó kể chuyện cho học sát, nhưng mà cái phần thiết kế thì anh thấy đánh giá là không không ok. Cái phần mà functional của cái học sát với cả vỏ ngoài anh thấy không ok, Rồi ok. tức là nó chỉ làm được hình ảnh, còn cái việc mà Đó. cái học sát đấy nó có thiết kế thông minh để mà mở hay không thì anh thấy là nó chưa được. Đúng rồi, đấy nên là nếu anh em mở cái hộp này ra thì anh em mở thôi, anh em cắt thôi, anh em không đừng có cắt là cắt vào nhiều nhá. Thì mình đây là hướng dẫn sử dụng phía sau này. Con này là mùi, con này là mùi Black Violet thì sẽ mô tả sau nhá. Mai sơn trong tiếng Pháp như ngôi nhà, phiên bản Foreign này sẽ vào vai người chủ nhà đón tiếp những vị khách đến ngôi nhà, lương quân grooming đem đến sự tinh tế chỉn chu sang trọng tất cả mọi người khách đến với ngôi nhà. Tôi mong mọi người sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi. Tôi đã sử dụng thì con này cho tất mỏng dầu thưa của lương quân đấy, và nó làm được dài tóc, và đấy thì con này đấy thì nó vẫn như thế. Tiếp theo cái mọi người tò mò nhất đây này, đó là phần hộp em, đây cái này mọi người tò mò nhất. Cái phần hộp này mọi người tò mò nhất này, mọi người cái này tôi biết mọi người xem này chỉ cái phần hộp thôi, tôi thề luôn mọi người cũng tò mò này nhất nhất. Đây tôi sẽ cho mọi người nhá. Không, cái phần đây có bạn bảo là cái phần là tóc dày ở Macada vãi lờ anh, thì mình sẽ nói này, cái việc cái nó khô, cái sản phẩm nó khô nó tạo cái ứng nhám ấy thì nó sẽ làm cho cái sợi tóc dày hơn, cái đấy là đúng. Ví dụ như là cái đấy là đúng thật, cái là khô tóc nó trông nhám hơn, trông tóc cũng dày hơn, cái đấy cũng đúng thật. Còn về cái này hiệu năng thì mình phải test mới biết được. Này đúng thật, anh em đúng kiểu ăn thua quả hộp mà. Ăn Thôi nhá, đây là bây giờ này thì tôi sẽ đây cái này Tân cả anh Hưng đều ấy rồi, bây giờ mọi người xem một hộp như nào nhá, anh em cứ soi kỹ vãi. Thật ra thì không phải anh em soi kỹ mà thực sự là kiểu đấy là những cái là mọi người tò mò thật ý, kiểu mọi người rất tò mò luôn nhưng mà anh em không soi, vì nó những cái câu chuyện, nó những cái thứ mà kiểu là nó từ những phiên bản trước nó đến tận bây giờ rồi rồi đấy đó. Anh ơi cho em hỏi có nên uốn tóc không, nếu tóc em khó bảo quá thì có thể uốn nhá. Đấy thì đây nhá, thì hộp này thì
đây mình có thể soi thì thật ra thì ai đã mua bảng trước đấy rồi thì mọi người sẽ biết hộp của nó sẽ như nào, mà nó sẽ không, nói thật là nếu mà kiểu như so với, thật sự nếu mà so với cái độ kiểu tinh xảo của như là các đường nét kiểu như nhựa nó chỉ chu bằng N603 không ấy thì 100% nó không bằng, nó vẫn kiểu nó tổng thể nó ok đấy. Đây có cái câu này của Lương Quân này, câu quote của Lương Quân lúc nào cũng gắn đây luôn: "The rain falling remind me of you because it's falling hard, I am too." Câu này cũng là câu của Lương Quân hồi xưa đấy, câu đấy Nghe thì này, từ khi nào thất tình là dùng đấy à? câu này là câu quote của Lương Ừ. Quân. Câu này hình như là cu Nam Đỗ, thằng cu Nam Đỗ, thằng cu Nam Đỗ, cu Nam Đỗ đây con nhỉ. Nắp của Faraday đã dùng ra nắp toàn tự bung anh ạ. À, cái này thì anh sẽ phải cần thời gian để kiểm định nhá, anh không thể nào mà anh không thể nào mà anh khẳng định ai được, thì tạm thời thế này anh em này, thì thôi được rồi, anh sẽ đi đính chính luôn nhá, là anh đã nói chuyện với Lương Quân và anh sẽ bảo với Lương, anh đã bảo với Lương Quân là có gì thì nói vậy chứ không hề có một chút gì sẽ là dìm chê hay nâng bi nhá, anh cứ bỏ tiền ra rồi và có sai thì nói vậy. Thì đây thì cái việc mở nắp nào, cái phần mở nắp nhá, cái này thì anh em rất là quan tâm này, nó thật là khá chặt đấy. Đấy. Thôi nhá, anh đậy lại cho người nghe tiếng này, mọi người cảm giác tiếng nó chặt không? Như tiếng Người rồi cảm số giác nó 3 chặt không? luôn. Mọi người cảm giác nó chặt không? Nó chặt, nó khá chặt đấy, mọi người nghe tiếng nhá. Đấy, cái tiếng nó khá chặt, nói chung mà so với cái bản trước là anh cảm giác nó chặt hơn rồi, cái bản trước anh cảm giác nó chặt hơn rồi, anh cũng phải phải mở đấy cái tiếng, mọi người nghe tiếng không, thấy nó cạch không? Anh Tân cả anh Hưng nghe tiếng cạch nó chắc chắn không? Có nghe Đấy như tiếng gợi thì số cái 3 mà em nhưng vừa mà lắp à. đấy một số bạn, nhưng mà đấy thì nhưng mà có một chút là đây cái phần này, phần viền nửa này nó vẫn không kín hẳn Nó xuống, nở, nó vẫn hở nó không bị xíu kín hẳn. này, nó không kín hẳn, nó vẫn nó được xuống này em thấy này. Ừ, còn bên này là kín hẳn luôn, nhưng mà đấy về tổng thể đóng mở thì nó chặt hơn bản cũ rồi. Nếu mà anh em mở như mình nó khó ấy, mà nếu anh em mở kiểu cầm tay này, nếu mà kiểu mở kiểu tay mà mở kiểu giữa này nó sẽ hơi khó này, nếu mà mở kiểu để này nó dễ ợt ngay đó, nhưng mà nói chung là có vẻ chặt, nó chặt hơn bản trước, còn về lâu về dài thì cần thời gian đấy, thì coi như là đấy nhá anh em, đấy anh em xem qua tổng thể à, cái viền cái xung quanh làm hộ thủy tinh thôi là hay nhất. Ừ, thật ra thì tất cả mọi người đều thích lọ thủy tinh cả thôi, nhưng mà lọ thủy tinh nó rất là nhiều vấn đề anh em ạ, lọ thủy tinh vấn đề vận chuyển cân nặng rồi vỡ vùng các thứ, còn rất nhiều nhiều thứ nó ảnh hưởng đến lọ thủy tinh. Thứ hai, lọ thủy tinh nó rất là khó kiếm mọi người, lọ thủy tinh cái là phần nắp nủng các thứ nó không đều nhau rồi, nó rất nhiều thứ nó khó khăn khi làm lọ thủy tinh. Cái đấy anh em phải hồi xưa Nam Đỗ chuyên để cái câu quote của Lương Quân đúng không, nếu anh nhớ không nhầm, Nam Đỗ chuyên để cái câu quote của Lương Quân ở trên tường à, không em nhầm, thằng Tiến Tách mới đúng. Phần Kiến tách viền à? hở có rỉ mùi, phần viền hở có rỉ mùi không anh? Phần viền hở, Có chất. thật ra thì con này nó cái mùi của con này nó rất là tỏa, cho nên là kiểu gì nó vẫn ngửi cái mùi anh ạ, vẫn ngửi cái mùi đấy nhá. anh Thì đấy anh thì anh mình cũng chấm được rồi, đấy thì nhá, thì anh cũng chấm là chất lượng hộp này, chất lượng vậy quá. đấy thì đấy thì đấy thì có gì nói thế với anh em, thế là hở rồi anh không biết nhá. Đấy thì Xuân Tùng cũng có gì anh đã nói hết cho anh em rồi, cái này thì có sao nói vậy. Xong hello bác Sanusi, chào bác Đạt. Đấy thì cái việc mở của anh em thì con đấy mình không biết thời gian nào, còn cái lẫy thì thật sự trông nó cũng hơi mỏng manh một chút thật, cái lẫy này thật sự nó cũng hơi mỏng manh, cái lẫy này thật sự nó hơi mỏng manh, anh không biết là việc nó sao, nhưng mà hình như là chưa ai bị vấn đề gì vì cái lẫy cả, anh chỉ sợ nó mỏng manh thôi. Đấy thì chất sáp bên trong đây trắng mịn, xem viền vùng có thứ vị thì sao nào, không bị tách nhá anh em, không bị tách, tạm thời là lợi, cái lọ tôi mua không Tạm bị thời tách là chưa ok, tách. tạm thời tôi không biết nhé, Tạm tôi thời. cứ đùa đấy, dù có sao là vậy ok nhá anh em, đấy tạm thời là viền biết nó dính rồi, sáp đầy phết anh. Ok đấy, cuốn sơn tùng này lên để đấy thì nó đậy vào thì rất chặt.
Rồi, ok. Cái tiếng thì nó rất là chặt nhưng mà chỉ tiếc cái phần này nó bị đấy 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 cùng nó chỉ là vấn đề thời gian. Ok, mình sẽ lúc về sau nó có sao không thì mình sẽ cập nhật sau cho anh em. Còn mình thì mình dùng giữ thường xuyên lắm. Thôi sẽ xong phát lên nhá. À quên mùi, từ từ. Mùi con này giống hệt mùi con trước, anh em đều biết rồi, kiểu mùi hoa hoa gì nhỉ anh nhờ? Lavender à? Lavender. Hoa ngoại hương. Hoa ngoại hương à? Nói chung là mùi thì nói thật với anh em rồi, mùi của pha ren ấy thì tôi thích nhất là cái mùi dark lavender này, xưa xưa của xưa này này, không phải là chứ mấy mùi sau tôi không thích, nói thật là thế. Tôi thích cái mùi dark lavender nhất này. Anh Quân xem comment cho anh em vui nào. Quân Lương Quân đang xem ở đây. Lương Quân ở đây à anh em? Lương Quân ở đây à? Lương Quân ở đây à? Không biết có đúng không nhỉ? Đấy nhá, đấy thì có sao là vậy. Ok, đấy là xong phần khóa ren. Rồi, tiếp theo là đến blanc nào. Blanc, blanc, blanc. Mùi dark flower. Rồi. Thì đấy, nó vẫn là câu chuyện mở, nó vẫn là hơi khó, vẫn phải dùng thọc cả tay xuống. Nếu mà đấy mở hờ hờ như này rồi anh bắt buộc phải sọc cả tay như này thì nó mới mở dễ được. Sọc cả tay xuống như này. Ok. Bên trong có chữ gì không? Lấy like cho bao lâu rồi anh ơi? Ở like được 20 phút. Rồi bên trong vẫn không có chữ gì nhá. Rồi, hộp của Blanc đây, anh em thấy sao? Tôi thì tôi thấy đẹp đấy. Thật sự là thu có thứ đẹp. Nói chung là đẹp, mình không đẹp. Ừ. Đó. Đẹp. Có Lọ đầu này tư về thì tem mác. là bonnet personal. Câu này dịch là gì nhỉ? La bonne personne au mon vit moment. Ai biết tiếng Pháp thì cho tôi cái. Tôi quên bén rồi. Tôi chịu nhá. Biết Thôi câu chịu. này chịu. Tiếng Tây Ban Nha thì mình còn dịch được. Chứ tiếng Anh thì chứ tiếng Anh chứ tiếng Pháp thì tôi chịu nhá. Hình như là dưỡng đúng người sai điểm hay sao ấy ạ. Ok. Hello Toàn. Đúng người sai thời điểm à? Ok. Em thì anh em nghĩ sao câu đúng người sai thời điểm? Em thì thấy là không không hợp nhau thôi, chứ em thì thấy không có khái niệm đấy rồi. Em thấy là không hợp nhau thì là không hợp thôi, cái đúng người sai điểm thì cả không hợp là không hợp. Quất Rồi. này cho các em học sinh ok. Rồi con này thì hộp không hở không à con này thì nói chung là nó bị như này thì không biết là hở hay không nhá. Nói chung là con này là nó sẽ bóp bên này. Con này thì không hề, con này của mình rất kín đấy em xem nhá. Đấy nó là kín nhá. Ừ. Rồi hộp kia các thứ thì anh em xem rồi đấy, để tôi đọc description nào. Mansion trong tiếng Pháp là ngôi nhà đấy. Thì nói chung là khi dùng con này thì Lương Quân sẽ là chủ nhà, mọi người như là những vị khách quý đến thăm Lương Quân. Con này cho tóc dài cứng khô. Rồi xong, thành phần thì có dầu, có hạt nhé, có dầu hạt nho, hạch nhân, rồi nó không quan tâm lắm. Hộp nhựa và nhân phẩm thì Hộp mua rượu và nhân phẩm thì đùa đùa tôi đọc tôi bắt tôi chết người mất thỉnh thoảng có thằng comment rất buồn cười, không biết là thằng nào trên comment để làm mình buồn cười Facebook. đó. Nhưng mà nãy giờ là nãy giờ là có sao nói vậy rồi nhá anh em nhá, vẫn phải thống nhất như thế là nãy giờ có sao nói vậy. Là tôi sâu cho anh em, tôi chưa hề tôi bơm hay là chê cái gì đâu, thì tôi có sao tôi nói vậy anh em phải thấy rồi nhá, nắm rõ nhất rồi cái điều ấy. Ngô Thị Việt vào rồi nào. Đấy thì mọi người thì lọ này lại 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 khít này, không bị ấn ấn như kia nữa. Mở ra xem nào. Chất À, nó đây đồng rồi. đều. Đấy, mở ra đây, chất bên trong đây rồi, cứng. Con này cái tiếng đóng nó không mạnh như con kia anh nhỉ. Con kia đóng nó tạch, nó cái tiếng đóng nó mạnh hơn đúng không anh? Đấy tiếng con này thế nào, con này tiếng nó đóng mạnh hơn đấy, tiếng này mạnh hơn, con này tiếng đóng nó yếu hơn đấy. Thấy cả Đấy đấy đó. cái Khổ sói. Nhân phẩm lăn của anh hơi kém.
nhân Nhớ phẩm phẩm lăng hơi lăng. kém thì à? Xem lăng Ồ. nó là cái gì, kiểm tra lại gấp. Lần nào Lương Văn Gia đồ hay cái việc cứ xôn xao, cứ xôn hẳn. Thế mới là người có tầm ảnh hưởng chứ, như anh em mình lom Đúng rồi, rom ảnh hưởng cái gì, buồn đó anh ạ. Anh mình lom rom chẳng ảnh hưởng đến ai được cả đấy. Thì thôi nhá, bây giờ sẽ ủa anh em à, anh em xem xong phần hộp là anh em đi ra ngoài hay sao ấy nhở? Đùa chán thế, anh em cứ chỉ bảo phòng hộp hình thôi như chứ là biết mỗi phần đây đóng mà. mỗi phần đồ sao Tôi bực lắm ấy, mỗi phần đóng thề mỗi luôn, hộp. mỗi hộp cái thật. Thôi bây giờ nhá, sẽ Bây bắt giờ đầu lên 5 người xem lên thì sẵn bắt đầu dùng. bao giờ lên 45 người xem, anh bóng hộp bay 14 người cày thật. Bây giờ nhá, chờ tôi đi ẩm ẩm lại tóc rồi tôi sẽ free và phát lên và vuốt bằng blank cho anh em xem nhá. Từ từ anh em mời bạn bè, kéo bạn bè vào đi lên 45 mắt lại đi, tôi đi làm ẩm lại tóc cái. Thế rồi vào lại vào sấy vuốt với anh em, chán buồn Chưa, anh em lắm. chưa, bây giờ chưa biết, bây giờ chưa biết là ẩm sạn khô hay như nào cả, chưa ai biết cái gì cả, chưa ai biết bất cứ điều gì ngoại trừ cái hộp, cái hộp. Bây giờ có Đấy, sao chụp là chụp anh cũng đang rất hóng, anh đang rất là hóng xem là đồ của Lương Quân nó bây giờ tình hình như thế nào rồi đấy, anh đang rất là hóng. anh Như cũng hóng với trưởng là là nhìn nhìn sơ qua ấy, thì là giống như hôm trước anh có nói với mọi người ấy, là cái việc mà làm cái cốt truyện cho sản phẩm ấy, thì Lương Quân làm cái này khá là ok. Mỗi tội là quên mất là cái chất lượng hộp thì hơi kém. tóc anh hôm đấy. nay là kiểu gì kìa? Tóc anh á? Tóc anh tưởng kiểu gì Sai Park nhỉ? classic, Sai Park classic đấy, Sai Sao Park lại classic, là sao? Sai Park classic Taper Anh không biết kiểu Pay, này kiểu gì. Sai Park classic Taper Pay anh. Bây giờ chắc là Starbucks Classic rồi. Nhưng mà tóc anh bị lượn sóng trước này, là anh không thích lắm. Anh thích thẳng cơ. Ok nhá, bây giờ sẽ chúng ta cùng đi lấy pha lên để free. Ai giời. Mà Đặt đấy thứ nhất, xá có có một lưu hướng dẫn dẫn không? cho em The xin Truth hỏi là Moment. Afro Pick có lưu ý gì không? Nhá, thôi rồi phải tập Pick. trung nào. Nhá thì Chả bình thường nhỉ. lời khuyên cho anh em, Chả nếu cần kiểu gì. là anh em vẫn nếu mà kiểu anh em vẫn kiểu lăn tăn lo sợ về cái việc phát như sao trong tương lai, thì mình cũng lời khuyên là anh em vẫn nên dùng sáp thường xuyên, bất kỳ con nào nhưng mà dùng thường xuyên một chút, chứ đừng có vứt xó ở đấy hẳn 3 4 tháng mới quay trở lại. Người khuyên và anh em nên Đúng dùng rồi. miết từ viền, anh em nên dùng miết từ viền thì cái việc miết viền ấy nó sẽ làm cho sáp nó dính thành lọ nhá. Anh em nên dùng miết từ viền. Thôi tôi lấy từ đây vậy nào, lấy ngược lại để anh em xem nhá. Creamy. Mịn Khá đấy. creamy, mịn á. Nào đánh vào tay Mịn nào, đấy. đánh vào tay để free nào. Mịn đấy, không sạm. Được đấy, mịn đấy, không sạm anh em nhá. Mịn đấy, Mịn, sạm chưa? mịn, mịn, mịn. Mịn không sạm, ok. Điểm Mịn không cộng, sạm. điểm cộng. Thơm không? Di động. Thơm anh, thơm. Đổ Lương Quân bao giờ Thơm, mùi đồ không Lương thơm đâu. Quân Đồ Lương tự Quân hào bao giờ nhất là không mùi thơm hương đâu. mà. Được, được, Nào được. á, được, có điểm cộng Giết nhé. không, giết không? Rồi, Giết chưa? thế, rồi. Thơm, nói chung là mùi này vẫn thơm, nhưng mà anh thì cá nhân anh thấy là so với đợt trước là mùi nó giảm nhẹ một tí, nhưng mà anh thật sự anh thích mùi giảm nhẹ hơn, bởi vì nếu anh nhớ không nhầm, đấy cảm nhận của anh, tại vì anh chơi nước hoa rồi, và anh xịt nước hoa, anh không dùng lấy mùi từ sáp nữa, nên là sáp mà kiểu như là mùi nó chỉ cần nhẹ thơm vừa là được, anh không có nhu cầu là sáp nó phải phải thật là tỏa như trước. Đấy bây giờ anh sấy tóc nhá, mọi người cho anh 5 phút sau lúc này, mọi người đặt câu hỏi cho anh Hưng với cả Tân Lê để anh đi sấy tóc trong lúc đấy nhá. Ok, mọi người tranh thủ đặt câu hỏi cho anh Hưng và Tân Lê đi. Đấy, đây mình sấy tóc Con này free gì nhỉ? Con phải lên à? Phát lên, đúng rồi. Phải lên. Nay mic anh trường bé quá, anh vẫn nghe rõ mà, bật to lên. Có đeo tai nghe. Anh Hỏi đi nói em, rõ anh mà hỏi đi, em. em hỏi đi. Anh Đang đang review phone lấy phát rồi. lên làm free. Anh đang lấy phát lên làm free em. Anh đang để classic side path. Classic side path.
là sai nha. Vuốt Samson Hello Clay nè. đâu đang dùng Samsung mà anh chưa tắm vừa mới đi tập về. Finishing cream à? Finishing cream hình như là nó không có clay hay sao? Con mèo của dấn đâu rồi kìa. Chạy rồi. Chạy đi ăn rồi. À, để Nha. mấy hôm nữa anh có thời gian anh Oh. review con Finishing Cream sau nhé, Sơn Tùng nhé. Mà Propic cần gì để lưu ý gì đâu nhở? Anh thấy nó cứ gầy gầy lên thôi mà. Anh em rồi Gửi lên cầu thôi kỳ máy, anh em chạy rồi như cầu bình kỳ máy thường, móc đấy. Anh em rồi cầu kỳ chủ máy yếu móc là đấy. cầm đúng cái chiều của nó ấy, Ồ. cầm đúng cái chiều của nó này, gảy lên này, gảy theo cái chiều tóc ấy. Anh em Vừa rồi tay cầu vừa kỳ máy gảy móc. vừa giữ này, tay vừa gảy vừa giữ này, như này. Tới đây bọn anh sẽ ra clip, sẽ hướng dẫn anh em sử dụng, Ừ, anh em yên tâm. nói chung là anh ra nhiều clip hơn đó. Thì đây nhá, là anh đang dùng Foreign để pre dành cho anh em mới vào. Thì anh đang dùng Foreign để pre, tóc anh là tóc trung bình hơi khô nhẹ, và anh sẽ dùng Foreign để pre để cho tóc nó khô cân bằng, và anh đến lượng rất là ít. Và con này thì chất ok nhá, anh phải nói là ok nhá, còn sau Thế này thì giới anh không không? Thế biết. giới không? Ok nhá, mịn nhá, không sạm. Rồi, mỗi tội là phần hộp mà cho anh Lâu lắm nói không được nghe anh cũng khá chửi là à? vui. Anh Supreme giờ này này ngon. anh đóng vai người hiền rồi. Máy sấy này hơi yếu nhá, anh đang ở nhà chị anh nên là máy sấy anh mới tặng máy sấy này. Chứ máy sấy nhà nó mạnh hơn, máy này nó yếu quá. Supreme có vẻ ngon. Lotomix vào tay là nghe chửi ấy Chuẩn mẹ ơi, nhưng mà ở đây không chửi được, mà. trên này là top top không chửi được. Đúng rồi, tóc Đứa tóc nào mà. muốn nghe chửi đến nhà anh chửi không, chửi luôn, không chửi qua mạng nữa, bây giờ chửi tận mặt. Anh À, vẫn đúng thấy mấy rồi, cái anh hộp mày đó xem mà. Nhưng đây. mà tóc. Thay vì dùng dầu gội siêu thị Ủa thì dùng dầu gội Thái Dương có khác gì không ạ? Thực ra Thái Dương vẫn bán siêu thị mà em. rồi. Con mèo của vẫn cute quá đấy. Thì nhá mọi người, thì mọi người có đặt câu hỏi gì về foreign và blank nữa thì mọi người cứ đặt câu hỏi nhá, lát nó lại trả lời từ đầu đến cuối. Mọi người thích hỏi gì về lương quân hay là gì đấy thì cứ đặt câu hỏi, bọn anh biết nhiều thứ hay ho lắm, Vậy nhờ thế nó vui. liền. Mèo chiến có la hơn sáp, ok. Con mèo vào câu view cho anh Foreign em xem nhiều. là đây nhá, Foreign theo hướng dẫn là cho tóc mỏng thưa dầu, đặc biệt hợp với những người tóc thưa cần làm tóc trông dày hơn. Đây là đang pre Foreign nhé anh em. Tóc tôi rất là khô thì tôi chỉ lấy lượng ít thôi, tôi không lấy nhiều Thì anh đâu. Hưng kéo sang pomade nên việc sấy tóc nhẹ cả đi. Chuẩn luôn, cái gì Ừ, nữa. đúng rồi, chuẩn luôn, còn gì Nhàn. nữa. Nhắn tành tành tành. Tô Thành này. Đấy, thì đây là đã pre Foreign nhá. Anh em nói chung là Foreign từ xưa nay thì nó vẫn khỏi làm pre, nó thật là ok. Anh không chê gì thì phải làm pre Foreign cả. Ông nào kiểu thích pre Foreign thì cũng ok. Anh thấy chắc Còn vội Foreign xả chưa? nào tầm 2 đến 300 ngon. Khó nhỉ, 200-300 ngon khó vãi lồ. Chắc rồi thì vào Vinmart đóng thôi, chứ anh chả thấy, anh chưa thấy cái tập nào Vinmart Care nano hoặc là Bà silver Già Nga. nhá. 300 mua bộ anh hôm nọ anh mua đô nhập Bộ 26 đồ nhập về nhật à? sang đâu mà mua. Nhập nhập luôn. Yêu Đô môn à? đo ve nhá, đo ve made in Japan. Có 260k ấy một cặp. không anh? Nhưng mà có phương pháp Dụng tiêm được. chủng gì Anh trả đọc thực không? phẩm. Tại vì các em bây giờ các em ý tại vì bây giờ các bạn là các bạn ý thích chọn mấy con có xung phát và xung phủng bắt đầu làm hết. Sang anh không gọi đầu cho luôn. Ok nhá, thì Đầu tư ủa mua bộ xịn mà dùng. anh
Anh không dùng mắt to mắt nhỏ vậy. mắt to mắt nhỏ Rồi. Rồi nhá, thì đây đâu. là tóc anh sau khi dùng foam lên để xoáy qua này, anh em thấy thấy nói chung là tóc anh mà không sấy thì không thể vuốt được con gì, nó thẳng với anh em thế. Tóc anh là cái tóc là cực kỳ khó chỉa, cứng chỉa đơ, không sấy là không vuốt được. Bất kể con gì cả, anh có dùng con xịn nhất cũng không vuốt được. Anh cho em Clay xin tên vong con dùng dấu đông nào chỉ tập trung vào mọc tóc siêu nhanh với ạ, không cần mượt mềm đi. này, Một bảo con dùng cái kẹo gấu serum qua, của Nanoke em ạ. bảo dùng kẹo gấu đi, ăn kẹo gấu, Ờ, kẹo gỗ cũng được. kẹo gấu của anh nhá. Đấy thì anh em đặt câu hỏi đi. Đấy tóc anh đã sấy xong, đây tóc anh sấy xong nhá, nó khô nhẹ. Thật ra là anh cũng Em thấy định thích con. uốn tóc mà không biết uốn vào thì có vuốt được pomade à, thì vuốt pomade có đẹp không? Vẫn chảy được, Thoải mái, vẫn chảy được, vẫn thoải chảy được, mái. tay tóc xoăn quay gì cũng vẫn chảy suốt được thôi. Nhưng mà chải pomade thì cần gì uốn cho tốn tiền. Ừ rồi nhá, đấy là đã Ừ, cũng apply được, xong pha ren. Để pha ren nhá, con này pha ren là trông được ý. khô nếu. Ừ rồi, bây giờ đến phần blend. Pha ren là cho tóc mỏng dầu khô, à mỏng dầu thưa, mỏng dầu thưa, pha ren cho tóc Mỏng mỏng dầu dầu thưa nhá. Đấy còn blend anh lấy sát hay trụ vuông hay sao? Đúng rồi, đi một ví dụ như là cái lọ, ví dụ như cái lọ tròn như này thì anh sẽ đi theo cái khoét cái vòng tròn, còn ví dụ như lọ vuông chữ nhật như này anh sẽ đi theo viền để miết nó viền vào đó. dùng pomade dầu thì nên dùng dầu gội nào? Ôi, Siêu anh cái gì anh thị dùng từ dùng siêu một siêu thị thị cho nó tốn đến tiền. Tiki đỏ rồi đủ thể loại cái gì dùng, tại Xin vì có là nó pomade vớt layer này, câu này có phải là gài không nhỉ? Cho con xin pomade vớt layer đẹp ạ. À, câu này rõ ràng là gì, gài pomade vớt layer đẹp. À vớt layer là kiểu layer pomade á, vớt một con bóng nhẹ xong vớt layer phủ một con bóng siêu bóng lên đó, như kiểu con rune à, không phải con gì nhỉ, con gì hồi xưa cũng như rune thì phải, con siêu bóng mà chỉ để phủ bóng ấy, quên rồi, quên rồi. Đấy thôi nhá, xong rồi nhá, đây là đã pre khói lên này. Không em nhá, kẹo gấu anh không, anh thấy ăn chả bị sao cả, anh thấy ăn. Đấy nhá, thì anh đã pre xong bằng khói lên thì tóc anh nó rồi, anh chán tóc dài rồi, anh thích tóc ngắn để đi làm mà tiện. Ừ. Rồi ok, rồi anh bây giờ nghĩ đến em phần để BU tầm bao nhiêu phần trăm là ổn? làm xong nó đi Cứ rồi anh sốt sẽ có ừ. bill. Ừ. Thôi Thực ra là gội được đến đâu thì gội rồi, còn bao nhiêu thì cứ sấy lên thôi. nào, đến tiếp mục vuốt Cái gì blank với cái đấy? anh em nhá, mở ra nào. Vô đi, vô đi. Rồi chất sáp đây, đổ khá đổ đầy đấy, được quá khen. Bề mặt nó đây nha anh em, zoom vào cho anh em xem bề mặt nó. Rồi anh đi phát lên rồi nhá, anh sẽ móc từ viền vào cho anh em nhá, móc từ viền vào để cái chiều này thì anh em dễ nhìn hơn. Chà Trời trời được trời trời, đấy, được của nó đấy. được của nó đấy. Nào vuốt nào. À Tan không chết rồi anh ơi. Em vuốt sát em xoa lòng bàn tay thì em sai rồi. Hôm nọ có bạn đã chửi em là em vuốt sát xoa lòng tay em sai, em chỉ được như này thôi anh ạ. À, em sai rồi. cái Mùi tay anh ơi, mềm mùi à, mùi mùi phoi em giống mùi phoi em hồi xưa, không thơm anh ạ. Mùi phoi em, mùi em rất thơm. À rồi xoa rồi, xoa hết rồi nhé. Pha đều lên tóc nào, pha đều lên tóc nào. Anh cảm giác là đối với tóc anh thì nó vẫn hơi ít, anh sẽ lấy thêm. Lại trông ra móc gì em. nào, đây lại móc vào, đi một đường chữ nhật nhé anh em. Ôi giời, tuyệt tay. Có vẻ Ok, cứng nhỉ, không không ra không cứng lắm đâu, để không em cứng thử đâu móc nhỉ. bằng ngón này, để em móc thử xem bằng ngón này xem. Con này phải móc bằng móng nhá, con này kiểu gì phải móc bằng móng ấy ạ, không móc bằng ngón được đâu, móc bằng móng thì dễ hơn nhé anh em. Có giống như nước hoa như quảng cáo không anh? Thằng Nam này đã mua rồi, nó đặt câu hỏi ngược lại cho mình nữa.
Mẹ em thề luôn. À Cay thật chị đấy. ơi, chị ơi em hỏi tí, đây đây em hỏi, ra em hỏi chị yêu quý ơi, Nhờ sự trợ giúp của người thân rồi. tôi giúp người thân. Ôi sao? Đang có chị anh ở đây, anh sẽ hỏi chị anh xem là mùi như nào nhá. Chị đấy con đâu à? Đây con, đây con Blanc là mùi như nào chị ngó vào đây Rể tí là cười. được. Cảm ơn rể cười nhé. Mùi đây chị anh sẽ là phụ nữ ở đây nhá, có chị nữ ở đây chị sẽ nhận xét về mùi. Ngọt nhẹ này, ngọt nhẹ. Hợp với thời tiết này, không quá lạnh à, hơi se se. Có chị anh đây. Ừ, tất nhiên rồi, ok. Rồi, chị bảo là xong xác khi mà đấy, khi mà cho lên tóc mùi nó tỏa hơn. Rồi. Tính mà an toàn. Ở trung tính an toàn, ok. Đấy, mùi, đấy, nhá, đấy, đây là phụ nữ ấy, phụ nữ nhận xét nhá, đây là đấy là mà chị anh của người gọi là chơi nước hoa, toàn nước hoa là cũng xịn đấy, đắt tiền đấy, ở trong nhà đấy không tiện nào khoe anh em bộ sưu tập nước hoa của bà ấy thôi. Riêng tư bà không chê thế là ok rồi, bà không chê là ok rồi nhá, bà ấy mà chê thì mới vấn đề. Chị anh chơi nước hoa cũng dành tủ cũng khủng khiếp lắm, nhưng mà đây nhưng mà những cái không thể vào sâu cho anh em được. Trông được phết không nhỉ? Rồi đây nhá, tạm là đây xem nào. Thật ra tóc anh không chơi theo kiểu texture to như hồi xưa đâu, nhìn có vẻ hơi rít à anh. Một phần có thể là do anh pre-fade lên nên anh thấy nó rít, thật ra thì anh cũng không thấy nó nó, nhưng mà cái dính nó trên tóc anh thấy là cũng ok, nó ok cái tính. Thì độ năng anh thấy là nó khá cân bằng tóc anh, nhưng mà nó sẽ nó hơi khô, nó cân bằng một chút xíu, nó không bị khô quá đâu. Mùi Có lại hơi hơi ít tách nhỉ? có bị kiểu em chả biết, một phần tóc em cũng không tỉa tách nhiều đâu, tóc em đến chán chưa tách rồi, em nghĩ chỉ cần tầm này là vừa, em nghĩ chỉ tầm này là vừa. Nếu mà để xa xa tóc em nhìn xa xa một chút xem như nào, Con nhìn này xa có vẻ xa dính kiểu đấy. này, nó để Con xa này có vẻ xa kiểu dính. này, Dính dính. nó để xa xa Dính kiểu này khô. đấy, dính có Dính phải do khoai khô lên ít tách. nó có phải do phát, vấn đề là em không biết có phải do em free phát lên không nhá, vấn đề là đấy anh em theo anh em của mình có nên bước thêm xa không đó. Thật ra thì em chỉ cần tầm này cũng là tạm ổn rồi, em không cần nhiều quá, và tóc em đang ngắn nữa, mình sẽ phải hôm nào phải Con cho này cố bước thêm vấn. nữa là dính này. Thế là để thêm hay lấy thêm rồi ơi, Con này trông khác vẻ cũng tiếc mượt lắm gì nhờ đâu. Tân cả. Anh cảm giác Thì như con nó này nó kiểu khô dính dít. free bằng forest rain nên là cũng không rõ hiệu năng đâu. Với default rain có thể không có hiệu năng lắm, nhưng mà vấn đề không free default rain thì tóc nó sẽ bị ở mức cân bằng quá, mà anh thì đang cần tóc nó khô khô một tí một chút, biết làm nào bây giờ. Đó, thôi em Tách lấy nó thêm phải chút như nha thế này anh. chứ lại thấy không Tách vùng như thế này. Nam Hải, Phan Ngọc Đã. Lê, lấy thêm thì lấy thêm em. Lải chuối luôn này và Thôi, căng đẹp cái tách nét to đùng luôn rồi. Để cái tách to đùng rồi đây, ừ. để cái tách to đùng của anh hơn rồi đây, Tiến tách tách đấy. tiến Ôi tách rồi, này thôi nhá, thấy không tôi không có Phùng dành Duy chuyện Hưng. đâu. Phùng Phùng Duy Duy Hưng em Hưng, trai Phùng Duy ok. Tiến. Chị anh Tách một Trường, à bác rổ của luôn. tôi một view, xếp em với 10 view, chị anh Trường Cay ao cái. thật Nói đấy. chung là Ở đây vựa về. đây nhá, nếu mà nhìn nghiêng này thì texture to đùng này, cũng nhìn nghiêng này texture cả rổ này, trời ơi. Nhìn nghiêng này texture cả rổ. Đó, nói chung là hiệu năng thì nó sẽ tùy thuộc vào từng tóc từng người thôi, vào nhu cầu từng người. Tạm thời anh cũng không phải là cái người mà quá là khắt khe, để tóc anh một phần anh chỉ thích kiểu nhẹ nhàng tự nhiên dễ bảo thế thôi. Đó.
Ok, như sắp đủ rồi anh ạ. Ok anh em. Đó. Thì đấy, nó như này. Tiếp nữa là không cầm Em được đũa sai đuổi không? theo vậy. Sai Chưa có chưa á. ép, được sai. Ép được đấy. Anh nghĩ là ép Em được. xin. Tóc Em em được rồi, em sai được. ép được mà. Sai tóc em ép được mà. Đã vô lề blank nhá. Nó vô lề blank. Đó. Rồi. Đấy thôi. Thì tóc anh là kiểu quýt. Anh chán nuôi tóc dài rồi. Anh để tóc ngắn. Đấy thì không tóc tân là dài nhất rồi, tóc anh Hưng, tóc anh là trung bình, còn tóc tân là cũng là dài đúng không, tóc tân là Dạy vẽ, dạy vẽ trường. dài. Rồi đấy thì để xa, để thử xa xa xem hiện xem người tóc người sao như nào nhá. Sao đấy tao Jimmy, bạn nhỏ tiếng đi cháu ơi. Nếu nhìn từ xa, nếu mà nhìn nhìn từ xa, tách tủng nhìn từ xa. Đấy, nếu mà anh sáng như này. Đấy, nếu anh sáng như này, đấy, Được. thì đó, một chút nó thế thôi. Trời ơi, Cũng được. giờ này em chả có quan trọng tóc tai, chỉ gọi để anh em đã nói rồi, anh em, tôi biết anh em vào đây chỉ để Jimmy và nhỏ tiếng nó chú một tí, Jimmy ơi, biết tai quá, Jimmy. Con này Bạn nhỏ tiếng cũng chú tạm chứ. được nhỉ? Cũng được, anh nghĩ Đấy là được. thì là thì anh chỉ nói này nhá, là anh biết anh em sẽ tò mò ở đây xem chất lượng hộp thì đấy, có sao anh đã show hết cho anh em rồi. Vấn đề như là cũ thì cần thêm thời gian, cần thêm chất sáp, thêm thời gian nó như nào đấy thì cái đấy anh sẽ trả lời thời gian trả lời cho mọi người. Còn bây giờ anh chỉ có thể test cho mọi người về 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 chất xác các thứ thì đấy có lên, thì tạm thời là ở đây trong nhóm của bọn anh, cả anh lẫn Tân anh Hưng đều không ai có tóc mọc thưa dầu cả. Để mà test cả mỏng thưa dầu chỉ có thể một người, có thể là Tiến Nam Ngô thôi. Tiến Nam Ngô là mỏng thưa nên là có thể Tiến Nam Ngô test được, còn về con Fire này thì anh sẽ không thể nào mà anh test được một cách chính xác nhất vì nó không hợp tóc anh. Con này anh sẽ dùng nó free, và khi anh dùng nó free thì anh biết con dòng Faraday là pre từ xưa nay nó được ok rồi, nên nó lên nó form tủng mọi thứ thì ổn, là không vấn đề gì. Còn blank ấy thì đấy, anh đã vuốt trên cái nền Faraday nó hơi khô nhẹ thì em thấy sao, với tóc anh là không bị dầu thì nó như này, tóc anh là tóc kiểu tóc trung bình hơi khô nhẹ một tí đó thì nó sẽ như này đấy. Thì anh em xem nào, lắc lư kiểu lắc kiểu gì à, 26 chào anh em nhá. Đấy. Đấy. Đó thì vuốt lên đó thì anh nghĩ là kiểu tóc anh kiểu gì nó cũng giữ cả ngày thôi, vì tóc anh nó ngắn à, tóc anh nó cũng dễ bảo nữa nên là kiểu gì nó cũng giữ cả ngày thôi, nó không vấn đề gì đâu. Còn anh chỉ thắc mắc là không biết là các anh em khác anh em sẽ cảm giác như nào thôi, không biết là mấy em có tóc dài hơn thì nó như nào. Anh thấy tóc anh trường dài cực kỳ, tóc anh thật ra do một phần là do tóc anh vuốt khô nhẹ cho muốn dài hơn em ạ. À, có phải là do hiệu ứng lớp dày tóc không anh Hưng ơi? Có, đây có bạn lại comment là lem tu 209, là bạn ấy, à, có bạn nào bảo là tóc anh chưa trông dày làm ý rồi, có em bảo tóc anh chưa trông dày làm ý, chắc là do hiệu ứng lớp dày tóc rồi. Ảo rồi. Mọi thứ đều tốt, tiếc cái vỏ thôi. Cái đấy thì có em ở đây, có em Thành Hưng 2471, em thì cũng mua một lọ rồi. Anh ý em ấy kêu lọ ấy của em thì cũng bị giống giống này, cũng bị giống cái phần này, cũng bị giống cái phần hở như này đó, không không khít được như lọ blank blank của anh là khít hẳn. Thì nếu mà để trường hợp này thì nếu mà muốn hẳn thì thế nào nhỉ, không có chun nào ở đây cả, mình nếu mà buộc cái chun nào thì nó sẽ khít được ngay. Để cái lọ nó lên là được mà. Nếu mà để cái lọ lên này không 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 đủ nặng em ạ, nếu anh để hai hộp chồng nhau thì nó không đủ nặng để mà nó ép hẳn xuống cái này được, cần nặng hơn nữa. Nó ở dưới để mấy mấy chồng mấy lọ sáp lên. Hộp em còn bị lồi Đấy phần thì đáy. khó, em còn bị sao cơ, còn bị sao Lồi phần đáy. ở phần đáy à? Đáy bị lồi. Thế thì đấy thì hộp đây nhá, khá khá người là có đã mua đồ Long Quân mới, một khá khá người đang đang ở đây đang feedback về 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 những cái lọ, những cái hộp ấy, thì mọi người ai đã mua rồi thì có thể comment nhận xét
cho về sản phẩm cho anh em cùng biết, cùng chia sẻ nào. Chứ nãy giờ toàn là chỉ là đó, anh em cùng comment để mọi người cùng biết về sản phẩm như nào. Còn thì anh nói thật là đây là lọ này anh thích nhất này. Đấy, nếu mà kiểu anh em, anh chỉ sợ là thật ra bình thường ấy anh sẽ free bằng bam, đó là bình thường anh sẽ free bằng bam để bam nó hợp với anh hơn, nhưng mà đây chẳng qua anh có tiện phát lên đây thì anh sẽ free phát lên để anh em xem cho nó vui nhà vui cửa thôi, chứ anh vẫn free Có bằng bắt có sắp bam về. cơ. Ước đấy thì anh em cứ cố gắng là đấy, là đấy thì anh em có muốn xem trải nghiệm là gì, tóm tắt review về sản phẩm không, để anh sẽ đi lại một vòng tóm tắt cho anh em. Anh em comment đi, có cần anh tóm tắt lại review sản phẩm không, anh tóm tắt lại review cho anh em xem. Anh Anh với tất dùng cả con đều ok chứ? Samsung Play. Theo em tất cả đều ok trừ hộp và chất sát thời gian trả lời anh ạ. Thì thật ra thì anh cũng chắc là đa số anh em mọi người ở đây sẽ đều có suy nghĩ như em đấy, là về cái phần hộp có cái anh thì có một cái điểm điểm này là anh tiếc nhất này. Đấy đấy là mỗi cái chỗ này anh tiếc nhất, thật sự ấy, là mỗi cái chỗ này tiếc nhất, nó không khít lại như cái hộp này, nó không khít như hộp blank này thì đẹp. Cái này có khi cả mà khá nhiều anh em sẽ đặt câu hỏi đấy, nên là thời gian trả lời thôi, anh không biết như nào đó. Anh em có anh ơi, anh test nồi cơm điện đi anh, review lại blank đi, em vừa vào. Chào chào em Tadaka nhá, thì anh sẽ tóm tắt lại review cho anh em này, chờ anh chút. Ok nhá, khóa ren, đây là khóa ren mới, anh sẽ tóm tắt một vòng cho những ai mới vào. Thì đây là hộp của khóa ren và đây là hộp của blank. Thì hộp thì là hộp trơn và được in nổi dòng thương hiệu ở đây. Về phần thiết kế thì anh sẽ không, anh thì một anh cũng là một người gọi là không có khiếu thẩm mỹ, nhưng mà cá nhân anh thích thì không thích mua nhà ở giữa chỗ này, tại vì kiểu như giống trong mấy cái bộ phim kinh dị đó, anh nói lại một lần nữa. Mua nhà giữa rừng hoang của anh không thích lắm thì ở đấy. Còn ý của Lương Quân là Mason là ngôi nhà, nên mà có hình ngôi nhà ở đây, thì cái đấy là ý chủ đích của Lương Quân. Ok, còn về phần hộp ấy thì như anh nói với mọi người thì chắc đa số mọi người cũng đều biết rồi, là phần một cái hộp này nó hộp trơn nhẵn, nên việc anh em mở kiểu hờ hờ ở đây để cậy lên như này nó rất là khó, em phải sụp thẳng tay xuống như này mà mở lên thì có thể là khiến cái hộp nó không đẹp mà nó sẽ bị nát đi, nên là cái việc là anh em mở một lần ra này thì anh em nên cất đi luôn, em đừng nó mở ra để sát rồi cất vào, nó rất mất thời gian, nó làm xấu hộp đi đấy anh đây mọi người đấy nhá. Đó về pha rên, thiết kế về pha rên bây giờ không có mưa rồi, thật ra anh sẽ thích cái bản cũ có hình mưa hơn, anh không hiểu sao anh có thích bản cũ hình mưa hơn đó, còn bây giờ toàn hình lá thôi, lá rừng thôi. Pha rên thì mùi vẫn như cũ thôi, nhưng mà anh cảm giác nó không tỏa được như cũ nữa, nhưng mà anh thích không tỏa như cũ, bởi vì chơi nước hoa rồi, đa số tất cả anh em chơi nước hoa rồi, nên là việc mùi giảm đi là tốt, xài nước hoa nó ấy hơn mùi đấy. Chất xát Hợp lý hơn. thì hợp lý, chất xát thì anh em để ý rồi đấy, anh sẽ nói là nó mịn mà không sạn nhá, cái này nó mịn mà không sạn, anh sẽ phải nói là phải lấy bằng móng, anh em sẽ phải lấy bằng móng, anh thấy việc lấy bằng bằng ngón tay nó hơi khó, phải lấy bằng móng tay lại kiểu nó dễ hơn. Xoa tay thì mịn không vấn đề gì cả, anh em vì anh nói anh dùng nó free thì nó sẽ cân bằng, nó sẽ hơi khô nhẹ trên tóc nhưng mà nó giữ nét ok. Và đấy là về khoai ren. Hộp thì thật ra thì nó vẫn không được tinh xảo, nó vẫn như cũ thôi, nó vẫn có những các cái đường nét các thứ, nó không tinh xảo nữa, không tinh xảo hoàn toàn, và chỉ một điểm trừ duy nhất là về phần chỗ này đó. Cái này nếu Lương Quân online thì đấy nhá, có sao nói vậy đấy, đừng có bảo anh không không có nâng bi hay là đỡ hỡi ơi hộ đâu, có sao nói vậy đấy. Đấy là về khóa rên, em nghĩ sao khóa rên này, đấy khóa rên cũ khóa rên mới. Blank thì cho tóc, blank thì hộp kín hơn, thiết kế toàn đây là lá phong matte finish 85 g. Chất sáp thì đổ đầy, nói chung là đổ đầy. Ui bỏ mẹ, ui chứ nói chung là hộp thì vẫn không, nói chung là hộp thì nó được tinh xảo một tí nữa tốt.
vuốt lên tóc thì nó hơi ẩm nhẹ. Ô, đây nó chưa có bóng massage anh thấy rồi đấy. Anh em bảo là nó trông nó hơi rít, anh thì thấy anh vẫn chịu được, nói chung anh vẫn chịu được, nó không hơi rít quá. Thì đây là trên trải nghiệm tóc anh em hâu hùm thì anh thì tóc anh còn gì, anh vuốt lên nó hâu được cả ngày rồi, anh chả quan trọng lắm, kẻ M2 M3 cái hâu yếu yếu thế mà anh còn giữ cả ngày thì mấy con này tuổi gì, con này chắc còn cả tháng luôn đấy chứ. Đó thì anh em hôm nay để Con này tóc có gãy phải cũng đi ra có nhỉ? con này sao anh. Có khô đi không? Có khô đi không? Anh thấy nó tách nhiều hơn lúc ấy rồi. Em thấy nó ẩm ẩm theo thời gian, ẩm thêm mà em thấy nó ẩm thêm, nhất em cảm giác nó ẩm hơn lúc vuốt hôm hồi nãy đó. Tóc anh Hưng đã apply rồi nhá, tóc anh Hưng đã apply rồi nhá. Cầm ra ngày nhau được không anh, cái đấy vấn đề thời gian nhá, đấy vấn đề thời gian anh em vẫn phải chờ. Hiệu năng hai con như nào rồi anh, còn phát lên thì anh dùng free thôi, nó khô dính nhẹ. Chỉ dùng xíu là tóc lên là nét rồi. Ông nào kiểu kiểu cần con free dạng dầu gì à dạng khô thì có thể thử phát lên cũng được, nhưng mà nói chung là bây giờ người ta sinh ra cả các loại free riêng rồi thì các ông cứ cứ mua free thuần mà dùng cho nó chuẩn chỉnh thôi, dùng sát sao đấy đấy. Còn blank thì vuốt lên tóc thì anh vuốt cho phải hai scoop, anh ở đây hai scoop thì có ra tóc anh em lúc bảo tóc trông hơi yếu hơi 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 yếu, anh đốt thêm một scoop nữa để vuốt lên đó. Còn tóc anh thì nói thật tóc anh không hoàn hảo lắm đâu, nên là vuốt gọi là để anh em gọi là thấy sơ qua cái performance của nó thôi, chứ không phải là vuốt lên một cách hoàn hảo gì cả. Anh chưa nhận tóc anh đẹp hay cái gì nhá, tóc anh chỉ gọi là vuốt ok thôi nhá. Mẹ trước có ông nào đọc đọc điều bảo là mình tự nhận mình tóc đẹp thôi các thứ, mình chưa nhận mình đẹp hoặc là ổn để dễ làm review để anh em nhận thôi, có ông nào tự đặt điều của mình sợ thế đó. Thế thôi vuốt lên thì đây thì tóc anh kiểu gì cũng cũng restyle được thôi. Mũ bảo hiểm anh không có ở đây rồi, không cầm theo, quên mất không cầm theo. Tại hôm nay anh đi taxi lên nhà chị anh không cầm theo mũ bảo hiểm. Đấy thì đấy là những cái gì mà được qua đây là em cần biết. Giá thì đó anh tự 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 tìm kiếm nhá, anh không trên này không nói giá dùng gì cả đó. Còn sáp thì anh sẽ dùng, anh bỏ tiền ra anh mua và anh sẽ dùng khoảng một thời gian để xem tất cả mọi thứ nó thay đổi gì về hiệu năng, về biến chất các thứ hay không. Thì anh cần cái cần thời gian để kiểm chứng đấy. Anh em cứ theo dõi, anh sẽ cố gắng livestream thường xuyên hơn. Và buổi tới anh sẽ đưa cho Tân Lê để cho Tân Lê livestream cho mọi người. Tại vì sao? Tại vì anh muốn để có mọi người thấy được hiệu năng các thứ sản phẩm trên những cái mái tóc khác nhau, độ dài khác nhau, nó sẽ hợp lý hơn là bọn anh là chỉ trên một mình anh. Nhá thì đấy anh em hãy có câu hỏi gì anh em chủ động em đặt để anh có anh review anh nói về sản phẩm cho anh em, để anh em trả lời, anh trả lời hết cho hộp đấy. Anh em tò mò nhất về phần hộp các thứ thì tôi trả lời hết rồi. Nó anh em mới trả lời hết rồi. Nói chung là cũng kiểu như sau gần một năm Lưu Vân restock thì nó cũng thì cái sản phẩm này nó vẫn có mình. Nếu mà anh em kiểu mà dùng thường xuyên ấy, dùng thường xuyên ngày nào cũng dùng thì chắc chắn là không vấn đề gì đâu, chắc chắn là không vấn đề nếu mà dùng thường xuyên. Còn nếu mà để lâu thì dài thì nó thật là kiểu những con sáp ngoại, một số con như kiểu kiểu Silver Fox của Bay Vilen ấy, nó sẽ bị khô, nó thật là thế. Nên là anh có khuyên mọi người dùng thường xuyên và vuốt từ viền, chứ mọi người đừng có mua sáp dùng là vứt đấy 5 6 tháng sau mới bóc ra thì đấy, thì anh không khuyên thế. Việt hỏi là restyle có nhám ấy, có nhám tay không? Freestyle có nhám tay không á? Nhám á, có nhám. Nó nhám đấy, không biết do khóa lên do blank nhá, không biết nhám là khóa lên blank nhá. Đấy, đây đấy, anh em nhìn thấy đấy, nói chung tóc anh sau khi dùng xong anh như này. Em có vấn đề gì thì anh em cứ xem, nếu tóc anh không dùng xong anh như này. Đó. Thôi, anh vẫn đưa chán chơi tóc dài rồi, để tóc quýt thôi, anh có tiện đi làm. Cái tóc ngắn, cái tóc dài anh mất thời gian lắm. Và thứ hai trông mặt anh sẽ trẻ hơn cái tóc ngắn. Con tôi sô tê xài nhìn có bết không anh Hưng? Đã pomade rồi còn sợ bết thì... Đã pomade Với rồi con còn bếp thì bết. là con bếp
Với comment mà không biết đó, sorry cũng là không hoàn như bản cũ nữa, chắc là vì một phần là trời mùa đông anh em ạ, ở ngoài Bắc là trời mùa đông nên là mình sẽ không thể làm cho sát nó quá khô sẽ bị khó chịu, anh chả chơi tóc khô rồi đấy. Đấy thì anh em xin đặt câu hỏi đi để mình trả lời nó. Đùa, anh em chỉ vào xem thôi, anh em sẽ đặt câu hỏi gì cả, buồn lắm. Đấy thì Anh thì em anh thấy đúng là không biết là trời đồ mùa trước của Lương Quân như nào, nhưng mà đợt này hộp thì anh không thích lắm, hộp với cả cái bao bì bên ngoài anh không thích, còn chất xát, chất sáp thì là trường đang dùng rồi thì trường có review rõ hơn, mai vâng ngày kia thì đấy anh cả Tân dùng sau thì anh biết được. vâng đấy mấy hôm nữa thì thì Tân Lê với cả anh Hưng sẽ làm, anh Hưng Tân Lê và anh Hưng sẽ livestream để mọi người xem. Đấy thì mọi người có gì nhớ follow kênh của anh Hưng và Tân nhá, nhớ follow nhá. Bên Lương Quân bảo em sắc ẩm không trụ được mũ hiểm, hôm mới trụ được mũ. Anh không biết nhá, phơi đây có nhẹ tóc anh nó phải nhẹ rồi, nó phải nhẹ rồi nó sẽ mỏng thưa. Sắc ẩm trụ mũ hiểm, hôm mới trụ được mũ. Cái này thì em sẽ hỏi trực tiếp làm việc với Lương Quân nhá, bởi vì nó là về việc sắc ẩm trụ mũ hay không, sắc khô trụ mũ hay không. Thì bọn anh chơi cả hai hệ, anh không chơi hệ khô, anh chơi ẩm cân bằng. Thì việc sấy vuốt của anh đủ sát chuẩn, cắt chuẩn thì anh vẫn trụ được mũ. Và cái clip mới nhất của anh hướng dẫn cái đội mũ ấy, mọi người hãy tham khảo clip đấy nên mọi người xem nhá. Thì nó thì bọn anh vẫn dùng trụ thôi, còn còn bên lúc Quân nói mỗi người có một ý kiến khác nhau thì mọi người cứ thử trải nghiệm cách nào. Bọn anh chơi đa hệ, bọn anh dùng mũ trụ được hết nhưng mà anh sẽ không có ý kiến gì về vấn đề đấy là ai đúng hay sai cái gì cả, thì tóc anh bọn anh đều trụ được đúng không anh Hơ? Anh em mình chơi ẩm với chơi khô trụ được mà, nên cái việc đấy em không quan tâm lắm. Vấn đề là anh em sát hợp, cắt hợp, sấy chuẩn thì vuốt thì chả chả là trụ được và thẳng hết, không quan tâm. Tầm 75, tầm 75-80 nhá. Cân bằng ở giá ngon ngon không ngon ngon không ngon không anh em, nói chung là tham khảo dòng Hezon bên anh thôi, dòng Hezon dễ dùng mà. À mời cả anh em ngô thế ra. Không ai trả lời em à, em đặt câu gì đấy, bờ lanh bản này có đáng mua không ạ? Cái này nó tùy thuộc vào 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 cá nhân của em thôi, anh sẽ không trả lời nó đáng mua hay không, bởi vì anh khi anh làm review này thì bọn em mới tự người quyết định trả lời. Anh sẽ đưa ra cái gọi là cái những cái khách quan, những cái gì mà anh show ra cho anh em mới tự quyết định xem là đáng mua hay không. Đấy anh review hộp có như thế, anh review hiệu năng như thế, anh review chất xác như thế, anh review mùi như thế, anh em tự quyết. Anh em thấy ok em mua tự quyết, chứ anh sẽ không không đặt ra không không bảo là đáng mua hay là không đáng mua. Bảo anh bảo đáng mua thì có thể mọi người sẽ, nhiều người sẽ bảo anh là PA, anh bảo không mua người sẽ bảo anh dìm, nhưng anh sẽ chỉ đưa ra có sao nói vậy, mọi người tự quyết. Thế là dễ nhất. Pha lên ẩm hay khô anh chất xác còn cứng không anh? Pha lên ẩm hay khô anh dùng nó free thì nó khô nhẹ, chất xác còn cứng không anh? Chất xác thì khi mà trong lọ ra mới mua này thì nó mềm và phải, nhưng mà vẫn phải dùng, mọi người phải dùng móng để múc ra chứ mọi người không phải dùng ngón tay bình thường được, để có thể dùng móng tẩy ra nhé, dùng móng kiểu móc ngược như này hoặc móc xuôi như này, hay là dùng lực một chút thì nó mới cậy lên được. Đó đấy là những cái mà anh đang nói để anh em theo dõi đó, kênh của anh Tân ở anh Lê Hưng, mọi người nhớ follow ấy. Bọn anh nói chung là hay đi với nhau nên là có những content sẽ chéo nhau, support nhau rất là nhiều để anh em và đa dạng để anh em theo dõi. Đấy lại tụt xuống rồi còn 34 33 anh em thôi, rất là buồn. Đấy anh em chỉ vào hóng cái hộp xem nó ok không mà tôi buồn lắm. Điểm mấu chốt của buổi livestream hôm nay. Chơi format là sát chơi ở sâu nguy hiểm, đúng rồi. Khi anh em đã chơi đến một cái tầm nào đấy rồi thì mũ hiểm tuổi. Tôi mới nói là cái vấn đề nó, cái chuyện nó rất là nhỏ luôn. Khi anh chơi đến một tầm nào đấy rồi thì mũ hiểm nó chả là vấn đề cả. Còn kiểu bảo anh làm cái clip anh làm về hướng dẫn đội mũ ấy, nó dành cho những anh em kiểu như là quá sợ mũ hiểm. Như khi bọn anh đã chơi cái tầm đấy rồi thì bọn anh chả sợ.
nhưng mà kiểu như cái thói quen đội mũ của em ấy nó vẫn cứ thế anh hơn ạ, kiểu vẫn cứ đội thế, không có thói quen, kiểu như mình không phải lựa lựa mà thói quen. Của anh mới mưa rừng giá nhiều anh ơi, cái này em tìm Lương Quân, tôi biết Lương Quân nhá, anh ở trên TikTok không được báo giá em ạ, trên TikTok không được báo giá, cái này thì anh em tự tìm hiểu thôi, anh chỉ có review sản phẩm để anh em xem, chứ anh không được báo giá trên TikTok. TikTok báo giá là phạt đấy, bị phạt đấy. Tóc xoăn uốn nó có vào nếp chuẩn không? Em sợ nó chỉa ra không ngon được. Tóc xoăn uốn là sao? Đã xoăn còn uốn á? Hay uốn xoăn? Hình như là tóc uốn rồi ấy. Nhưng mà kiểu sợ vuốt nó bị chìa ra. Sợ rồi vuốt pomade bị chìa ra. Nghĩ tóc tóc uốn rồi thì vuốt kiểu gì là được đúng không? Dễ vào nếp vẫn chưa. Em ừ, tóc uốn thì rất là nét mà nhỉ, em cũng không hiểu. Em không hiểu nữa, hơi các thứ. Blank mềm như phát lên, không anh hay đặc hơn. Phải nhìn nhau mình em. Mà vấn đề sao anh em lại hỏi hai con này, nó vấn đề là anh em hỏi sao pha lên blank của pha lên nó đặc hơn hay là các thứ nhở, bởi vì hai con này nó hai con khác nhau hoàn toàn cho hai chất tóc khác nhau. Ví dụ anh em so sánh một con Clay Cavalier Forte thì mình còn sẽ đặt là bạn cần so sánh, nhưng mà khi anh em đây đặt so sánh hai con nó khác nhau hoàn toàn, chất con này nó giống con kia không, khác nhau hoàn toàn mà cho chất tóc khác nhau thì không thể nào mà đặt cùng một hạng so sánh với nhau được. Nên những cái câu mà kiểu so sánh hai con này với nhau nó không có ý nghĩa gì, bởi vì nó khác nhau đúng không anh, không nó phải cùng một hệ thì Đúng rồi. mình mới đặt kiểu cái so sánh nhớ, chứ bây giờ đặt hai con nó khác chất tóc với nhau, mình hỏi so sánh con này với con kia nó không câu hỏi là không ý nghĩa, Tóc em bởi xoăn ví tự dụ như là nhiên nhưng mà nó không đúng ý. Không ý là sao? Là vuốt khó hả? tóc không nghĩ rất khó mà đùa thôi, anh thề luôn, mấy bạn tóc xoăn vuốt đẹp mà, chả hiểu sao nhiều Tóc bạn anh Hưng cứ tự xoăn tin tóc này, xoăn. tóc anh Hưng xoăn anh xoăn này, vuốt vuốt dễ wavy luôn, đẹp luôn. anh Hưng ơi, ở đây ba mình đang có đúng của ba người có ba chất tóc khác nhau hoàn toàn luôn nhá anh Hưng nhá. Anh Hưng là wavy nhá, tóc em là thẳng cứng chỉa đơ nhá, tóc Tân là kiểu kiểu cũng thẳng nhưng mà không bị cứng đơ. Này, tóc anh cong wavy đó, thấy không? Tóc wavy. Em nghĩ 15 cứng là 75% phần Forte Clay đấy, nói chung anh không nói thật với anh em là từ từ nhá, dạo này có mấy anh em kiểu đấy nói chung chất xác thì cái móc của này này nó thật ra móc của này vẫn được, thật ra móc của này cũng được này anh em nhé, móc của này cũng bằng bằng ngón tay cũng được, nhưng mà anh vẫn thích kiểu móc bằng ngón hơn, móc bằng ngón tay hơn trông nó sẽ sạch hơn nhiều, móc kiểu anh không thích móc bằng bằng bàn tay của nó bằng ngón tay kiểu xuôi đó, anh thích móc kiểu ngược cạnh ngược hay hơn, nó anh thích hơn. Cho chất thì mềm, lăng chất nó mềm không cứng đâu, mềm và ấn được từ phần pha rên là pha rên cũng mềm và ấn được kiểu này, cũng móc được kiểu này nhá, đó móc kiểu này, nên là nhưng mà anh vẫn thích kiểu dùng ngón tay bảy ngược hơn, anh vẫn thích kiểu đấy hơn, đó đấy là ý kiến của anh. Và khi xoa tay lại bóng bóng nhẹ có dầu, kiểu như kiểu có dầu này, bóng bóng nhẹ có dầu vì trong đọc cái này vẫn có dầu mà nó Con bờ lăng có tương tự con nào không anh? lần tương tự Tầm của con tầm đấy, nào tầm tầm giá đấy à? OC à? Em nghĩ OC trả à? dối không, trả sẽ không 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 sao đâu. Em chẳng nghĩ được, anh không nghĩ được ấy, anh chẳng nghĩ được. Thật ra blank là cây đúng không, blank anh là clay. Lương Tầm Quân cũng giá không, Lương Quân không nói rõ blank ở pha lên là loại gì, clay hay pet hay gì cả nhỉ. đấy. Nhưng mà ấy Clay. clay giờ mới Anh xa Clay. xa sát không vấn đề gì. Anh sẽ không so sánh sản phẩm của Lê Dôm, sản phẩm của Lương Quân nhá em nhá, anh không so sánh, Cái đấy mọi người nên tự trải nghiệm thôi chứ còn mọi người nên tự trải nghiệm chứ anh không so lên sánh tóc đâu. mỗi người nó sẽ khác nhau nên là khó Ờ, so. Tốt nhất anh là không tự so trải sánh nghiệm. đâu, mọi người tự trải nghiệm thôi, anh cũng chỉ chỉ ở đây mọi người xem
về tóc anh như nào chứ anh không để không review, mọi người tự trải nghiệm sản phẩm thôi chứ chứ không hiểu so sánh được, khác nhau Mùi lắm. Giờ PND mà Sihulut bản mới mùi thế nào vậy? chuối giờ giờ mới biết dry wax ngon à, trễ quá dry wax ngon từ lâu rồi em ạ. À, dry wax anh biết nó ngon từ lâu rồi, ai không dùng nó phí nhắm phí nhắm. Rồi để lát em nhắn tin hỏi mấy con ô đao xanh mùi phê hoa anh, ô đao xanh ô đao xem từ từ ô đao em biết là ô đao xanh limited đấy mùi phê không anh, mùi ok. Blue Summer á. Anh đang nghĩ rằng ô đao CBD có limited mà ấy, đừng có nhắc cái từ ấy nhá, Không đừng được có nhắc nhắc cái từ tới ấy, đây. còn đừng có nhắc cái từ ấy nhá, TikTok cấm đấy anh ơi, đừng có nhắc cái từ ấy. Chưa nhỉ, anh có mình mua anh lấy sao nhỉ? Chưa nhỉ. Đúng rồi, mua anh có Cay thật rồi. đấy. Anh em Cay thật tại đấy. sao anh em nhau, tại sao anh em nhau nhau đi mua cay thật đấy. Em chả nhớ em bán cho ai nữa, em có tận ba lọ rồi xong em bán hết rồi, em chả nhớ em bán cho ai luôn. Anh có người được bao nhiêu lọ nhỉ? Như về 24 lọ sao? Thế à, thì em có tận ba lọ không, số 24 lọ nhưng còn thì Bán ngon. mãi mới hết. Xong rồi sau đấy mọi người bán lại trên chợ nhiều thế nào? Đấy Cảm giác trên tóc con bờ lăng xem con nào không. Búa xanh lưu đang khoai vụt, mấy con đấy nên để giữ lại mà dùng, mấy con đấy không về đâu, nó ra theo năm đấy. Anh cũng chả có. con tóc á, anh còn chả nhớ con tóc mùi là anh sẽ biết tả mùi nào đấy, nhưng anh đã bán rồi, con đấy anh đăng lên cái bay luôn rồi. Con dry wax như nào so với Odamex Pet? Dry wax là ẩm dính, còn Odamex Pet là khô dính em. Odamex là khô dính, còn dry wax là ẩm dính. Và tất cả đều zip nhá, tất cả đều zip. Cả dry wax cả Odamex Pet đều dính hết. Đó. Dry nhưng mà dry là khô nhưng mà còn lại ẩm. Ẩm dính, con đấy ngon. Em bố xanh như đang một trái bột Blue Summer đúng không? Con đấy mùi, con đấy là mùi Tom Ford Neroli đấy không ạ? Đâu vậy, anh em có mang con Tom Ford Neroli theo thì vậy. Ở máy Thế trưởng. à? Đâu búa xanh lưu nào là bao nhiêu để anh vột dình mãi Xe Volus bản mới cái đợt OB vừa rồi đấy, con đấy thiếu nó gì Clay OB thiếu nó gì Rồi, đấy. Rồi, không biết là có là kiểu gì, kiểu gì lát nữa cái livestream này của xong anh em cũng nhau các nhóm chat và anh em cũng sẽ nhau nhau bàn về con này thôi. Ai trời ơi. Anh em đừng có quên mua ủng hộ tôi nhá, đùa chủ động inbox đi. Mua đi, mua đi. Q6 WB anh thấy mùi nào thơm nhất? Anh thấy mùi to khô. Nói chung anh Hôm đang trước livestream nhá, anh check inbox sau, chưa bây giờ đang đang livestream này xong check inbox và check mình. Mất nhiều quá. Anh mới ác review này lần. phải hỏi trường Ai hỏi gì đấy? Ai vừa hỏi gì hỏi anh á? review lại cho nó, review lại cho nó hai con kia làm sao mà review lại được. À, có một cái mùi gì hôm em sang nhà sang mà anh có mỗi loại ấy thôi anh cái gì bao shop hình như là mùi bao shop. Đâu, bà có sốt anh thấy em thấy như còn mấy lọ mà.
Free Chinese À, food này. berry. Berry. Con một, đúng rồi, một con mùi berry. Từ từ, Đức Anh Nguyễn dạo hay này là anh không không lấy bộ đao nữa. Anh vẫn làm bộ Đức đao đấy Nguyễn nhưng mà anh à? không lấy nữa. Đức Anh cắt Nguyễn để anh làm mấy 3659 mã khác. này. Rồi ok. Lại bực thế nhờ. Xong, nào, đứa nào vừa hỏi gì anh ấy? Bảo cứ review lại á. Ôi giời ơi. Ta cần lo hai cái thôi. Nhé. Con WB của Odao giờ là con gì đấy? Multi Multi-purpose. Đâu, hình Đây như là vẫn còn nó với thì cái B mà. có một con TKB là standard, còn multi-purpose như là UWB là ở đúng Đúng rồi. Cái con standard là cái line mới, còn cái con multi-purpose là cái con line cũ. Mấy con đấy là hướng gì hết. không? Vẫn ngon nhé, Con vẫn Bomet ngon, là phù cho vẫn mình. ngon, vẫn ngon. Áo vàng Ngon tách là chuối phù đúng cho bài. mình. Đấy chuẩn luôn, tích chuối mà. Cái gì nhỉ? Dùng mới dùng chơi Desi Clay rồi Black Sheep này rồi thì anh đang có Đông Doanh Clay rồi thì là Heavy Clay. Morgan là hiệu xe em chứ anh chả biết là hiệu Morgan là hiệu nào. Sầm Sơn Clay cũng 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 ok. Tôi không biết Tô Thành có dùng chưa nhỉ? Sao Tô Thành biết Sầm Sơn Clay? Tại sao? Alo, alo, alo. Rồi. Anh vào lại rồi này mọi người ơi, anh vào lại rồi này. Anh vào lại rồi này, mọi người nghe anh nói gì không? Ok. Anh vừa bị mất mạng một chút nên là sorry mọi người nhá. Thì anh sẽ review qua lại về FireRain với cả Blank cho mọi người. Thì được, hai yêu cầu khách rồi, kết nối.